Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tại khu vực biên giới thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng hải quan vừa bắt giữ gần 500.000 bao thuốc lá ngoại và hàng chục tấn hàng nghi là dược liệu. Số hàng nhập lậu này được vận chuyển bằng thuyền qua biên giới, thuốc lá được đưa vào từ bên kia biên giới vào Việt Nam, còn hàng hóa nghi là dược liệu thì được khai báo là chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Còn tại Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường cũng vừa bắt giữ một xe ô tô khách chở hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ biên giới về nội địa. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô khách đang vận chuyển 14 loại hàng hóa với tổng số trên 1.600 đơn vị sản phẩm là các mặt hàng quần áo may sẵn được sản xuất ngoài Việt Nam. Cơ quan chức năng đã phát hiện hai thùng hàng với tổng số 50 đôi giày thể thao nam hiệu Nike được găm cắm, cất giấu vận chuyển trên xe không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam. Phần tiếp theo của bản tin thị trường ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về mặt hàng chè từ các vùng sản xuất. Đến thời điểm này, 60% sản lượng chè của Lâm Đồng đã được chế biến bán thành phẩm, phục vụ xuất khẩu với các loại chè cao cấp như Ô Long, Kim Tuyên, Tứ Quý. Phần còn lại chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung trở vào. Tổng diện tích chè của tỉnh Lâm Đồng là hơn 12.400 ha, với sản lượng khoảng 180.000 tấn chè búp tươi, trong đó có hơn 49% chè ứng dụng công nghệ cao. Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè San Khao Mút thông qua 10 cơ sở kinh doanh giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Với diện tích 260 ha, mỗi năm có khoảng 20 tấn chè nguyên liệu, cung cấp ra thị trường khoảng 4 tấn chè thành phẩm, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Đây cũng là sản phẩm được xếp hạng 3 sao trong số 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm nay của tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, cũng là cây chè san nhưng ở Bắc Hà, Lào Cai. Từ lâu, chè tuyết san bản liền đã khá nổi tiếng trên thị trường trong nước, quốc tế bởi chất lượng và hương vị riêng độc đáo. Nhiều giải pháp đang được chính quyền, người dân và hợp tác xã đẩy mạnh để hương vị chè san tuyết bản liền vượt xa. Hiện toàn xã Bản Liền có khoảng trên 600 ha chè san, trong đó có đến hơn 400 ha được công nhận chè hữu cơ với 310 hộ dân tham gia liên kết sản xuất. Trung bình mỗi năm, người dân Bản Liền xuất bán cho doanh nghiệp và thị trường từ 600 đến 1.000 tấn chè búp tươi, đem về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều hộ tự sao và chế biến chè bán ra thị trường trong và ngoài huyện cũng đem lại nguồn thu đáng kể. Ngày xưa thì mới cân 3-4 nghìn, bây giờ được giá chè thì cân 16 nghìn, 15 nghìn thì rất phấn khởi cho dân. Cũng muốn phát triển, mở rộng cho con cháu sau này. Để nâng cao chất lượng, đưa hương chè san Bản Liền vươn ra thị trường quốc tế, không thể không nhắc đến Hợp tác xã chè hữu cơ Bản Liền với 180 thành viên. Hiện diện tích chè của Hợp tác xã đã lên tới trên 400 hecta. Ngoài việc cung cấp dịch vụ đầu vào, sản phẩm đầu ra là chè búp tươi được Hợp tác xã bao tiêu 100%. Giá sản phẩm được thu mua theo đơn giá hợp đồng, được ký kết với công ty, đồng thời theo phân loại cấp độ sản phẩm, bảo đảm lợi nhuận cao nhất cho thành viên. Cho đến khách hàng tiêu dùng hiện nay là vẫn tin tưởng, hàng năm đều mua tăng sản lượng, đặc biệt là thị trường châu Âu. Sản xuất thương mại từ khâu trồng chăm sóc và chế biến xuất khẩu từ hữu cơ quốc tế thì con đường là bền vững nhất. Thì tôi đánh giá bà con đây là thiên thời địa lợi đã có sẵn, chỉ cần con người tác động thêm một phần kỹ thuật cộng với bà con lợi thế bà con là chăm chút chịu khó rồi, cộng với doanh nghiệp là thêm thị trường và chứng nhận quốc tế thì chúng tôi đã có thị trường ngày hôm nay. Trung bình mỗi hộ hàng năm đều có thu nhập từ cây chè đạt 30-40 triệu đồng trên một ha, trên một hộ, và đối với lại cây chè thì đã góp phần cái giảm cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn là từ trên 10%. Chè hữu cơ của xã Bản Điền đã được đưa ra thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ là những thị trường rất là khó tính, nên bà con cũng thấy đó là một cái động lực để cho mình tiếp tục nâng cao cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm của mình và ngày càng đi ra nhiều nước nữa. Hương vị chè san tuyết của Bản Liền đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế, tạo được niềm tin về sản phẩm an toàn chất lượng. Đây là động lực khích lệ những người dân, doanh nghiệp đang lưu giữ chế biến các sản phẩm chè san tuyết, yên tâm sản xuất gắn bó với nghề trồng chè.